Hồi ký Nguyễn Kim Dần, bài thứ 9. Ba vấn đề nhức nhối của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. 1 tháng 11 năm 1967, 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam tự vệ chống cuộc xâm lăng của Cộng sản miền Bắc, Việt Nam Cộng Hòa đã bị các vị dân cử, dân biểu thượng nghị sĩ, cũng như những hệ thống truyền thông, báo chí, radio, TV của Hoa Kỳ và một số quốc gia chỉ trích ba vấn đề. 1. Vấn đề an trí tại Việt Nam Cộng Hòa. 2. Vấn đề 200.000 tù nhân chánh trị tại Việt Nam Cộng Hòa. 3. Vấn đề cải huấn của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu ai ở tuổi 55 trở lên và theo dõi tình hình chánh trị của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chắc không quên là Việt Nam Cộng Hòa đã bị các vị dân cử, thượng nghị sĩ, dân biểu của các quốc gia trong thế giới tự do, nhất là Mỹ, cùng những hệ thống truyền thông trên thế giới, cùng giới sinh viên phản chiến ngoại quốc, đã đả kích Việt Nam Cộng Hòa ba vấn đề sau đây. 1. Vấn đề an trí tại Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin nói qua về vấn đề này. Cơ quan an ninh của Việt Nam Cộng Hòa như cảnh sát, an ninh quân đội, thấy người dân nào có những hoạt động cho Cộng sản, tiếp tế cho Cộng sản, như gạo, thuốc tây, vân vân, hay làm tình báo cho Cộng sản. Những tội này bị cơ quan an ninh của Việt Nam Cộng Hòa bắt được. Với những bằng chứng, các người này không bị truy tố ra tòa, mà ra một hội đồng gọi là Hội đồng An ninh tỉnh, thành phần gồm có ông tỉnh trưởng là chủ tịch, các hội viên gồm có một nghị viên hội đồng tỉnh, trưởng ty cảnh sát, trưởng ty an ninh quân đội, trưởng phòng 2, tiểu khu coi về tình báo, trưởng ty nội an thuộc tòa hành chánh. Ngoài ra còn có ông biện lý tỉnh làm cố vấn. Nếu tỉnh nào không có tòa án, thì tòa án quản hạt, nghĩa là tỉnh bên cạnh, cử ông biện lý tham dự. Trưởng ty nội an là thư ký. Hội đồng nghe thư ký thuyết trình người này đọc các văn kiện liên quan đến tội trạng của mỗi can phạm. Sau đó hội đồng phán quyết 6 tháng an trí, gọi là an trí, tránh chữ đi tù, 12 tháng, 18 tháng và tối đa là 2 năm. Nhưng hết 2 năm tỉnh có quyền xin Trung ương gia hạn an trí thêm một thời gian nữa. Vấn đề này bị chỉ trích là không dân chủ, các can phạm phải do một tòa án phán xét, vân vân và phải có luật sư bào chữa. 2. Vấn đề 200.000 tù nhân chính trị. Các hệ thống truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình ngoại quốc không biết căn cứ vào tài liệu nào, lấy con số ở đâu mà tố cáo Việt Nam Cộng Hòa giam giữ tới 200.000 tù nhân chánh trị. Rồi căn cứ vào tài liệu bịa đặt mơ hồ đó, các dân biểu thượng nghị sĩ các nước đã kích Việt Nam Cộng Hòa là độc tài, không có dân chủ, vân vân. 3. Vấn đề cải huấn tại Việt Nam Cộng Hòa. Cũng trong chiều hướng làm cho Việt Nam Cộng Hòa mất uy tín, hệ thống truyền thông ngoại quốc tố cáo chính sách cải huấn của Việt Nam Cộng Hòa là vô nhân đạo. Các nhà tù thiếu vệ sinh, ăn uống không đầy đủ, thậm chí tụ báo chí còn nói Việt Nam Cộng Hòa giam giữ tù nhân vào những chuồng cọp. Thế là cả một chiến dịch loan truyền vấn đề chuồng cọp được phổ biến mau lẹ. Theo trí nhớ của người viết thì tên ký giả bịa đặt này tên là Don Lewis. Tất nhiên, mấy ông đại diện dân ở các nước tự do tin là thật để rồi kết tội Việt Nam Cộng Hòa. Trên đây là ba vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa bị chỉ trích nặng nề nhất. Giới truyền thông thì khai thác, giới phản chiến thì ủng hộ những bịa đặt đó. Các ông dân biểu ngoại quốc thì chất vấn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và đe dọa các viện trợ. Sự kiện này kéo dài cả chục năm. Người viết rất ngạc nhiên là Việt Nam Cộng Hòa có nhiều cơ quan có trách nhiệm, phải có phản ứng để làm sáng tỏ vấn đề. Thí dụ Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin, Bộ Ngoại giao, Tổng nha Cảnh sát, Tổng nha Cải huấn, nhưng không có một bộ hay cơ quan nào viết ra được một tài liệu để phản bác, nhất là Việt Nam Cộng Hòa thiếu gì nhân tài. Bộ nào, tổng nha nào cũng có chuyên viên, những lý thuyết gia, những tiến sĩ tốt nghiệp chính trị, luật pháp ở các trường danh tiếng của ngoại quốc, nhất là Đại học Mỹ, Pháp, Anh, vân vân. Cách đây vài ngày, trong một buổi tối, tôi ngồi với chiếc computer
tình cờ tôi bắt gặp một clip, tức là một đoạn phim ngắn. Nội dung là một đài truyền hình nói tiếng Việt nào đó phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, người cố vấn thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhất là vào những giờ chốt của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không nghe được người phỏng vấn đặt câu hỏi như thế nào, mà chỉ nghe lời tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng với hình ảnh tiếng nói rất rõ. Nói những điều đại ý như sau. Vào cuối tháng 2 năm 1975, thay vì trả lời thư của Tổng thống Thiệu, vấn đề viện trợ 300 triệu đô la, Tổng thống Ford cho một phái đoàn dân biểu của Hoa Kỳ ước lượng độ 28 vị sang Việt Nam. Rất ê chề, thay vì viện trợ, họ ngồi thẩm vấn Tổng thống Thiệu như ở tòa án, sao bắt tù nhân chánh trị, sao xây chuồng cọp. Tiến sĩ Hưng nhắc lại nhiều lần là Tổng thống Thiệu bị thẩm vấn như ở tòa án, và tiến sĩ Hưng cũng nói nhiều lần là Tổng thống Thiệu đau đớn lắm, cũng nhắc nhiều lần chữ đau đớn. Các vị dân biểu này họp với Tổng thống Thiệu, tất nhiên chung quanh Tổng thống Thiệu có nhiều bộ trưởng, chuyên viên và các cố vấn, trong đó đương nhiên là có tiến sĩ Hưng. Theo lời tiến sĩ Hưng thì 28 vị dân biểu, các dân biểu đòi đi coi chuồng cọp, khám chế hòa vân vân, rồi tuyên bố gặp gỡ với báo chí. Muốn kiểm chứng điều này có thể đánh chữ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tiến Hưng vào YouTube sẽ được xem đoạn phim này. Tôi vừa mở xem lại trước khi viết bài này. Theo tiến sĩ Hưng thì Tổng thống Thiệu có nói với tiến sĩ Hưng là phái đoàn này không có tinh thần đồng minh. Đến tối ngày 28 tháng 2 năm 1975, có bữa tiệc khoản đãi phái đoàn dân biểu về lại Hoa Kỳ. Vì quá tức giận và đau đớn, Tổng thống Thiệu đã nói như sau. Tiến sĩ Hưng nói là lời nói sau là do Tổng thống Thiệu tự ý nói, không phải do tiến sĩ Hưng soạn trước. Tiếng Việt Nam của chúng tôi có câu, của cho quan trọng, nhưng cách cho còn quan trọng hơn. Xin quý vị đem thông điệp này về Washington. Theo lời tiến sĩ Hưng thì khi ngồi cạnh Tổng thống Thiệu, tiến sĩ Hưng chỉ sợ Tổng thống Thiệu nói thêm những điều gì nặng nề thì rất bất lợi. Rồi sáng hôm sau, Tổng thống Thiệu nói đại ý với tiến sĩ Hưng là tuy mình nghèo, nhưng không thể ném tiền vào mặt mình như vậy được. Không cần, nghèo thì nghèo. Tiến sĩ Hưng kể là cuối năm 1979, đầu 1980, nhân sắp đến ngày năm Cộng sản chiếm được miền Nam, có nhiều báo nổi tiếng của Mỹ, Pháp xin phỏng vấn Tổng thống Thiệu. Rốt cuộc không biết ai cố vấn Tổng thống Thiệu, Tổng thống Thiệu chọn một tờ báo Đức. Theo tiến sĩ Hưng thì Tổng thống Thiệu chọn tờ báo Đức, cố ý là cho Kissinger đọc, vì Kissinger người Mỹ gốc Đức. Trong bài báo, Tổng thống Thiệu trách Mỹ đã phản bội. Quả nhiên vài tuần sau, Kissinger viết thư cho Tổng thống Thiệu thanh minh thanh Nga, tại vì. Trong bài báo này, Tổng thống Thiệu có viết, người Mỹ chỉ thích dùng những người để sai bảo. Tôi, Tổng thống, không phải là người để sai bảo. Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa không phải để sai bảo và dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Kissinger kết luận, tôi công nhận sau cùng ngài đã đúng. Sau đó Tổng thống Thiệu có nói với tiến sĩ Hưng là không trả lời Kissinger. Sau khi xem clip trên, tôi rất tiếc là thực ra Việt Nam Cộng Hòa cũng đã trả lời ba vấn đề nêu trên. Có tài liệu từ cuối tháng 12 năm 1974. Rất tiếc là tiến sĩ Hưng và Tổng thống Thiệu không được đọc, và những người cố vấn cho Tổng thống Thiệu không phải là những người sáng suốt, có trí nhớ tốt và không biết cách phản ứng mau lẹ. Tôi xin kể một chuyện có thật 100% và tôi không đem cái tôi ra để đánh bóng cá nhân. Nay, nước mất nhà tan, tuổi đời coi như vào buổi hoàng hôn rồi, thì cái tôi đâu có nghĩa lý gì, nhất là câu chuyện này có nhiều nhân chứng. Tôi chỉ kể sự thật. Sau 4 năm làm phó tỉnh trưởng phố bổn, tôi xin thuyên chuyển về Bộ Nội vụ. Tôi về Bộ Nội vụ vào đầu tháng 11 năm 1974. Giữa tháng 11 năm 1974, tôi được bổ nhiệm làm chuyên viên. Khi nhận việc, tôi cũng chẳng biết văn phòng chuyên viên ở đâu. Cũng chẳng biết hết mặt các ông chuyên viên. Chỉ biết vài người, bàn ngồi thì tôi thấy nha chánh trị có nhiều bàn trống. Lại gần cửa, ra vô thì tôi ngồi ở nha chính trị,
Giám đốc là Trần Hồng, bạn khóa 8 quốc gia hành chính với tôi. Nhưng tôi không làm việc với quyền Trần Hồng. Công việc thì nhận trực tiếp từ ông Huỳnh Ngọc Diệp, phụ tá tổng trưởng. Thời gian đó Việt Nam Cộng Hòa đang cử những phái đoàn đi ngoại quốc để xin viện trợ, nhất là Mỹ. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị đả kích nặng nề về ba vấn đề nêu trên. Một buổi sáng khoảng cuối tháng 11 năm 1974, ông Huỳnh Ngọc Diệp cho mời tôi lên bà, nói là cần phải có bài trả lời những điều chỉ trích nêu trên. Ông Huỳnh Ngọc Diệp giao cho tôi viết một đề tài, chuyên viên sang, tốt nghiệp quốc gia hành chánh, đốc sự, viết một đề tài, còn đề tài cải huấn thì đương nhiên, tổng nha cải huấn phải viết. Cũng xin lưu ý là theo tổ chức hành chánh của Việt Nam Cộng Hòa, thì tổng nha là một bộ phận rất lớn của một bộ, nhiều nha, nhiều giám đốc, có đủ chuyên viên thanh tra, tóm lại là quy tụ nhiều nhân tài. Sau khi nhận một đề tài, tôi nghĩ là phải khóa miệng tụi này, dân biểu, thượng nghị sĩ, giới truyền thông vân vân, cho không cãi lại được. Bao giờ viết một đề tài tôi thường nghĩ, một phần mở đầu, hai phần giữa, đi vào điểm chính, phần này cần tài liệu chứng minh. Ba, phần phản công đã phá những điều chỉ trích hay chứng minh chính sách của mình là đúng. Bốn, phần kết luận, rất ngắn khoảng vài dòng. Tất nhiên phải đặt câu hỏi, ai đọc tài liệu này để biết phải viết dài hay ngắn, đã biết đối tượng sẽ đọc. Tôi trù tính là chỉ viết một trang đánh máy là dài nhất, vì các đối tượng họ không có thời giờ đọc. Tất nhiên tài liệu phải cô đọng và lập luận vững. Sự kiện đưa ra phải chứng minh, có bằng cứ rõ ràng, mà người đọc không phản bác lại được, nhất là phần trả lời phải cho địch thủ, kẻ chỉ trích phải câm họng. Tôi mất khoảng vài ngày để viết đề tài mà tôi nhận lãnh, dài độ một trang đánh máy, tôi nộp cho ông phụ tá Huỳnh Ngọc Diệp, rồi lần lượt chuyên viên sang, tổng nha cải huấn cũng nộp bài viết cho ông Huỳnh Ngọc Diệp, sau tôi độ một tuần. Đề tài có tôi được ông Diệp đọc và không có phản ứng gì. Nhưng khi hai đề tài do chuyên viên sang và tổng nha cải huấn nộp cho ông Diệp được mấy ngày thì ông Diệp cho mời tôi lên và nói. Ông chuyên viên Dần mang hai đề tài của ông sang và của tổng nha cải huấn về sửa giùm. Họ viết dở quá. Tôi không biết nội dung hai bài viết của ông sang và của tổng nha cải huấn. Tôi trả lời ông Diệp. Thưa ông phụ tá, tôi không bao giờ sửa văn của người ta. Thế là đơn giản, ông Diệp nói. Thế thì ông Dần viết lại hai đề tài kia. Rốt cuộc tôi lãnh viết cả ba đề tài. Theo tôi thì ba đề tài đó không có gì là khó đối với những người có một kiến thức tổng quát khá và thuộc lịch sử cận đại, đồng thời có tài liệu đầy đủ về vấn đề an trí, cải huấn, tù nhân chính trị, mà rất may Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa giữ đủ tài liệu để giúp người viết. Ba đề tài tôi thấy giống nhau ở những điểm sau. Một, đề tài nào cũng chỉ cần viết một trang đánh máy là đủ, vì họ không có thời giờ đọc. Phần mở đầu và kết luận cũng giống nhau. Tuy nói vậy nhưng ta phải thay đổi cách hành văn một chút. Chỉ cần phần giữa, thì ba đề tài có những điểm khác nhau. Có sẵn tài liệu do Bộ Nội vụ cung cấp. Một, mở đầu đề tài bao giờ tôi cũng bắt đầu như sau: Việt Nam Cộng Hòa đã chọn đứng trong hàng ngũ các nước tự do và thường được gọi là tiền đồn của thế giới tự do. Vì thế tất cả những chính sách của Việt Nam Cộng Hòa đều phải tôn trọng những công ước quốc tế về tự do dân chủ, nhất là tôn trọng bản quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, dù rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa được thu nhận làm hội viên của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam Cộng Hòa cũng có bản hiến pháp do đại diện người dân soạn thảo, và bản hiến pháp cũng bảo vệ quyền căn bản của người dân, hành pháp, lập pháp, tư pháp, độc lập với nhau, vân vân. Đó là mấy dòng mở đầu cho ba bài viết. Tất nhiên mỗi bài phải thay đổi một chút, nhưng ý chính vẫn giữ nội dung như vậy. 2. Phần thi hành chính sách có ba vấn đề Việt Nam Cộng Hòa bị đả kích. A. Vấn đề an trí của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi biện luận như sau đây. Đây là biện pháp có tính cách hành chánh. Người nào làm những điều có lợi cho Cộng sản hay hoạt động cho Cộng sản, nếu có bằng chứng rõ ràng phải ra Hội đồng An ninh tỉnh, tùy theo tội trạng nặng nhẹ
người này sẽ bị gửi đi an trí có thời gian nhất định, 6 tháng cho tới tối đa 2 năm. Can phạm cũng được hưởng lượng cấp tài phán, nghĩa là được cứu xét 2 lần ở 2 cấp, tại tỉnh phán xét thời gian an trí, nhưng hồ sơ gửi về Trung ương, Bộ Nội vụ để duyệt xét một lần nữa, và hội đồng cứu xét gồm có Bộ Nội vụ, nha cảnh sát, nha cải huấn và một vị chánh án cao cấp của tòa thượng thẩm làm cố vấn. Sở dĩ gọi vấn đề an trí có tính cách hành chánh vì người can phạm không bị ghi trong hồ sơ lý lịch như khi bị tòa án xét xử. Nghĩa là sau khi mãn hạn an trí, người can phạm trở lại đời sống bình thường, lý lịch không còn ghi tội phạm gì nữa. Khác với tòa án là khi bị án ở tòa, can phạm mang lý lịch xấu suốt đời, không bao giờ được bôi bỏ, và lúc nào thân nhân cũng được thăm nuôi, người can phạm không bị lao động khổ sai, có phương tiện giải trí, chơi thể thao, đọc báo, xem tivi, vân vân. Như vậy, chính sách an trí của Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn có tính cách nhân đạo. B. Vấn đề cải huấn của Việt Nam Cộng Hòa. Dân biểu, thượng nghị sĩ, giới truyền thông nhất là Hoa Kỳ đã kích Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề cải huấn, ăn uống không đầy đủ, thiếu vệ sinh, nhất là một ký giả lại bày đặt là giam can phạm ở các chuồng cọp. Vấn đề chuồng cọp đã được khai thác triệt để. Cũng may mắn cho tôi là Bộ Nội vụ giữ đủ tài liệu, thống kê Việt Nam Cộng Hòa có bao nhiêu trại cải huấn và trong vòng 2 năm qua, các cơ quan học thập tự đã đi thanh tra bao nhiêu lần, có ghi ngày tháng đầy đủ. Tôi dẫn chứng bằng những tài liệu như vậy nên không ai phủ nhận được. Còn vấn đề chuồng cọp, tôi thách thức ký giả nào nêu ra vấn đề đó hãy chứng minh bằng hình ảnh nơi có chuồng cọp và cho biết địa điểm để Bộ Nội vụ hướng dẫn phái đoàn báo chí đến quan sát chuồng cọp. Tôi kết luận đây là một sự tưởng tượng của một ký giả thiên cộng để bôi xấu hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Tôi cũng viết thêm là trong những lần thanh tra của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế trong 2 năm, không có phúc trình nào chỉ trích hay khuyến cáo nào về mọi khía cạnh của các trung tâm cải huấn của Việt Nam Cộng Hòa do Hội Hồng Thập Tự Quốc tế công bố. C. Vấn đề 200.000 tù nhân chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Không biết họ lấy tài liệu ở đâu, giới truyền thông tố cáo Việt Nam Cộng Hòa hiện giam giữ 200.000 tù nhân chính trị. Cũng may cho tôi là tài liệu của Bộ Nội vụ, thống kê hết các trại cải huấn trên toàn quốc và sức chứa của mỗi trung tâm. Kết quả là Việt Nam Cộng Hòa có nhiều trại cải huấn, tuy nhiên sức chứa tổng cộng chỉ được hơn 40.000 can phạm. Căn cứ vào tài liệu này, tôi đã chứng minh là những người đã kích Việt Nam Cộng Hòa có 200.000 tù nhân chính trị là hoàn toàn bịa đặt và phóng đại. Tất nhiên tôi phải liệt kê tài liệu một cách chi tiết họ mới tin. Trên đây là phần trình bày ba vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa bị đả kích, cùng những điều phản bác rất khiêm nhường của người viết. Tất nhiên sau 36 năm tôi chỉ nhớ những nét chính và lúc tôi viết tài liệu này, tuổi đời tương đối còn trẻ, đang ở tuổi già dặn. Tất nhiên cách trình bày sắc bén hơn nhiều, nay ở tuổi trên 70 thì đã trở nên chậm chạp. Và trình bày lại không thể nào bằng văn bản cách đây 36 năm. Xin bạn đọc thông cảm. Sau đây là phần phản công để khóa mồm tụi nó. Xin bạn đọc xem phần quan trọng nhất và xem tôi khóa miệng được tụi nó không. Phần phản công. Đầu tiên tôi trình bày Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh chống sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc. Cuộc chiến tranh tự vệ này đã kéo dài khá lâu. Miền Bắc được cả khối Cộng sản quốc tế viện trợ và ủng hộ về mọi phương diện, từ súng đạn, quân trang, quân dụng và kể cả lương thực, trong khi Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ và vài nước trong khối tự do viện trợ. Tuy nhiên sự viện trợ giới hạn và bao giờ cũng đi sau miền Bắc. Một thí dụ là khi Cộng sản Việt Nam dưới hình thức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được trang bị vũ khí cá nhân tối tân là AK-47, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa hãy còn dùng ca răng hay cạc pin, quá lỗi thời. Ngoài ra mỗi năm Việt Nam Cộng Hòa như phải đi xin ăn Hoa Kỳ, đồng thời các báo chí Tây Phương thay vì ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa lại đi phóng đại bêu xấu Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ vụ Mỹ Lai, vụ Tướng Loan bắn tên Cộng sản vân vân.
trong khi thì không nhắc gì đến thảm cảnh Tết Mậu Thân ở Huế, giết khoảng 6.000 dân vô tội. Trong hoàn cảnh chiến tranh, bất cứ một quốc gia nào cũng phải thi hành những biện pháp đặc biệt để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Việt Nam Cộng Hòa cũng ở trong hoàn cảnh đó, nghĩa là phải áp dụng những chính sách tương đối khe khắt như trên đã dẫn chứng. Nhìn lại cuộc chiến tranh Thế chiến thứ hai, các quốc gia Tây phương, nhất là Mỹ và Canada, còn áp dụng những biện pháp khe khắt hơn, mạnh bạo hơn, tàn nhẫn hơn để bảo vệ dân tộc và lãnh thổ của họ vì đang có chiến tranh, cô lập, bắt tập trung, tịch thu tài sản của công dân đã có quốc tịch nơi họ đang sinh sống, không phân biệt già trẻ, chỉ vì họ là sắc dân đó, có liên hệ tới cuộc chiến. Hành động như vậy, các nước Hoa Kỳ, Canada nay chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa là một điều không công bằng. Ai đã kích Việt Nam Cộng Hòa? Hãy nhìn lại những chính sách của Mỹ và những nước Tây phương trong Thế chiến thứ hai. Chú thích của người viết. Người viết không dám nói rõ đó là người Nhật vì sợ chạm tự ái của họ. Mình đang xin tiền, nhưng ai đọc cũng hiểu. Vì là tài liệu giấy trắng mực đen, ta phải viết vậy. Nếu là đối thoại, ta có thể hỏi các dân biểu Mỹ về điều này, thì các dân biểu làm sao trả lời được? Rất tiếc là khi gặp 28 vị dân biểu Mỹ vào cuối tháng 2 năm 75, các người chung quanh Tổng thống Thiệu không có ông nào có tài liệu mà Bộ Nội vụ đã phổ biến, và cũng không ông nào có hiểu biết về Thế chiến thứ hai. Mỹ đã làm như trên với dân gốc Nhật. Chỉ cần một người nhắc Tổng thống Thiệu về Thế chiến thứ hai, Mỹ đã đối xử với dân Mỹ gốc Nhật là có thể khóa miệng tụi dân biểu Mỹ. Đó là phần phản bác khó mà trả lời nổi, nên tôi nói là phải khóa miệng tụi này. 4. Phần kết luận. Như đã viết, phần kết luận chỉ cần vài dòng, tôi kết luận bài viết như sau. Cuộc chiến tại Việt Nam do Cộng sản Việt Nam chủ mưu, mục đích là chiếm miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, trong tư thế phải bảo vệ lãnh thổ. Nên Việt Nam Cộng Hòa cũng phải áp dụng những chính sách đặc biệt để bảo vệ đất nước. Những ai đã kích Việt Nam Cộng Hòa về những chính sách nêu trên, hãy kêu gọi miền Bắc ngưng xâm lăng miền Nam, thay vì đã kích những chính sách của Việt Nam Cộng Hòa. Lý do đơn giản là miền Bắc ngưng xâm lăng, cuộc chiến sẽ chấm dứt, và khi hết chiến tranh, Việt Nam Cộng Hòa không còn lý do để áp dụng những chính sách nêu trên. Tóm lại, hãy kêu gọi miền Bắc ngưng xâm lăng miền Nam. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hết. Phần nói rõ về thời gian. Tôi xin nói rõ thêm về thời gian. 1. Tôi được bổ nhiệm làm chuyên viên Bộ Nội vụ giữa tháng 11 năm 74. 2. Cuối tháng 11 năm 74, ông Diệp giao cho tôi 3 đề tài nêu trên để viết, trả lời. 3. Tài liệu được hoàn tất kể cả dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp vào cuối tháng 12 năm 74. 4. Phái đoàn dân biểu Mỹ đến Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 75, và Tổng thống Thiệu có tiếp phái đoàn này cũng vào khoảng cuối tháng 2 năm 75, và tối ngày 28 tháng 2 năm 75, Tổng thống Thiệu khoản đãi phái đoàn dân biểu Mỹ để tiễn họ ra về. Có lẽ họ về ngày hôm sau 29 tháng 2 năm 75. 5. Tức là tài liệu đã có trước 2 tháng phái đoàn dân biểu Mỹ tới Sài Gòn. 1. Sau khi hoàn tất 3 tài liệu kể trên, ông Huỳnh Ngọc Diệp rất quý mến tôi và nói với Trần Hồng, giám đốc nha chính trị, cũng là bạn cùng khóa 8, quốc gia hành chánh. Ông Diệp khen tôi hết lời, nhưng tôi không muốn nhắc lại ở đây. Từ đó ông Huỳnh Ngọc Diệp biết khả năng của tôi, nhưng cũng là cái vất vả của tôi vì vấn đề gì ông cũng bắt tôi phụ trách. Đi họp liên bộ, đi nghe thuyết trình rồi về bộ thuyết trình lại. Làm trưởng ban nghiên cứu các hồ sơ can phạm trước khi Ủy ban An ninh Trung ương họp, tôi phải đọc hết hồ sơ và cho ý kiến. 2. Tài liệu này ngay sau đó được dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp. Các dân biểu Việt Nam, các bộ của Việt Nam nghe tin là Bộ Nội vụ có 3 tài liệu rất hay, nên kéo đến Bộ Nội vụ xin tài liệu này. 3. Tình cờ một hôm tôi đang ngồi ở Bộ Nội vụ, nha chánh trị, tôi thấy ông anh ruột tôi làm chủ sự phòng huấn luyện nha cải huấn, khóa 13 Thủ Đức, được giải ngũ. Việt Nam Cộng Hòa có quy định, các sĩ quan có bằng tú tài. Sau khi giải ngũ đương nhiên được nhập ngạch tham sự, anh tôi ở trường hợp này. Tôi hỏi ông anh tôi đi đâu?
Anh tôi trả lời là đi qua mượn tàu stencil. Việt Nam lúc đó chưa có máy photocopy nên quay bằng stencil nếu muốn có nhiều bổng. Để quay thêm về đề tài cải huấn mà Bộ Nội vụ vừa viết xong, ông anh tôi nói tiếp, đại tá tiếp tổng giám đốc tổng nha cải huấn bị ông Huỳnh Ngọc Diệp cằn nhằn về đề tài của nha cải huấn mà nha cải huấn không viết nổi. Đại tá tiếp cũng tỏ vẻ bực bội với mấy ông lớn, giám đốc, thanh tra, chuyên viên nha cải huấn vì làm mất mặt nha cải huấn, không viết nổi đề tài của mình. Anh tôi chỉ là chủ sự, đâu có khả năng viết, nên không có trách nhiệm. Tôi chỉ thị cho chủ sự tân thức của nha chánh trị tìm và trao tờ stencil cho anh tôi. Đồng thời tôi cũng nói nhỏ cho anh tôi biết là tôi viết tài liệu đó. Hiện anh tôi cũng đang cùng ở xí ti với tôi. 4. Tôi ngạc nhiên là khi Tổng thống Thiệu họp với 28 dân biểu Mỹ mà không người nào trong phái đoàn Việt Nam ngồi bên cạnh Tổng thống Thiệu biết được tài liệu đó. Mà nếu không có tài liệu đó thì các cố vấn, bộ trưởng, chuyên viên của Tổng thống Thiệu cũng phải biết những điều căn bản để cố vấn Tổng thống Thiệu phản ứng với phái đoàn Mỹ. Tại sao các sự kiện thông thường như vậy mà các ông ấy không biết, trong khi tôi chỉ là một chuyên viên tầm thường của Bộ Nội vụ, có thể trả lời được những lời chỉ trích. 5. Tháng 5 1980, tôi vào định cư tại Canada sau cuộc vượt biên ly kỳ. Anh Trần Hồng ở Washington, D.C. có gọi điện thoại cho tôi, ngoài vấn đề hỏi thăm sức khỏe vân vân. Đặc biệt anh Trần Hồng nhắc lại chuyện xưa. Anh Trần Hồng nói, ông Huỳnh Ngọc Diệp vẫn nhắc tới tôi, mua cho số điện thoại của ông Diệp để tôi nói chuyện với ông Diệp. Ông ấy vẫn cảm mến tôi lắm. Ông Diệp cũng ở đây. Tôi trả lời, thôi anh Hồng ơi, chuyện cũ đã qua nhắc lại làm gì. Thế là tôi không nói chuyện với ông Diệp. Đến năm 2006, khóa 8 quốc gia hành chánh của chúng tôi có họp đại hội ở Washington, D.C. Nhân dịp này, tôi gặp lại anh Trần Hồng và tôi hỏi về ông Huỳnh Ngọc Diệp. Anh Hồng trả lời tôi là ông Huỳnh Ngọc Diệp chết cách đây một năm, tức là 2005. 5. Nếu ai muốn nghe một đoạn cuộc họp báo của tiến sĩ Hưng thì đánh vào YouTube chữ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tiến Hưng là tìm ra. 6. Cách đây khoảng 6-7 năm, chính phủ Canada mới chính thức ra một văn thư xin lỗi người Nhật về sự tập trung tịch thu tài sản trong thời gian Thế chiến thứ hai. Coi như 70 năm sau mới có lời xin lỗi và hứa là sẽ bồi thường, nhưng già chết hết rồi còn đâu mà bồi thường. Một đoạn bài phỏng vấn đại tá Noboru Matsuoka gốc Nhật, người đã đem đại tá Bùi Quyền, thiếu tá Nguyễn Quý An và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua Mỹ. Đời tôi đã có những lúc thăng trầm, mà bên Mỹ này, đời không phải lúc nào cũng tươi như hoa hồng cho người Mỹ gốc Á Châu. Vào thập niên 30 và qua thập niên 40, và đặc biệt trong giai đoạn đệ nhị thế chiến, có lúc tôi cũng bị bỏ vào trong trại bởi vì cha mẹ tôi đến từ Nhật Bản. Bài thứ 9 đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.